Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau: đã có cay xe cho trẻ em dưới 15 tuổi; blockchain vẫn có thể đảo ngược động thái chiến lược của Binance; PiCoin sẵn sàng thống trị thị trường tiền điện tử; thành phố dành cho Pi và các đối tác nâng cao tính sáng tạo trong hệ sinh thái thương mại địa phương. Thưa quý vị cộng đồng mạng Pi đang chia sẻ thông tin về việc cai cho trẻ em dưới 15 tuổi. Một cửa sổ bật lên khi bạn tiến hành cai Trước khi bắt đầu, vui lòng xác minh tuổi của bạn. Để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm trong trò chơi tốt nhất có thể, bao gồm các lựa chọn về quyền riêng tư và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xác nhận tuổi của bạn. Tôi 16 tuổi trở lên hoặc tôi 15 tuổi hoặc trẻ hơn. Một thông tin khác cho thấy rằng hầu hết ngân hàng toàn cầu đã thích hợp vào hệ sinh thái Pennywork. MNSP sẽ là ngày chấn động tài chính toàn cầu. Tiền tệ chung đầu tiên sẽ được kích hoạt. Thông tin từ Nguyễn Đức. Blockchain vẫn có thể đảo ngược. Bằng chứng từ mạng Stellar. Đối với các ngân hàng trung ương muốn có mức độ kiểm soát cao hơn đối với quyền truy cập tài sản, Stellar cung cấp 3 cài đặt có thể được kích hoạt bằng cờ tài khoản đơn giản. Thứ nhất, yêu cầu ủy quyền. Nhà phát hành phải phê duyệt tài khoản trước khi tài khoản đó có thể giữ hoặc giao dịch với tài sản của họ. Các tổ chức phát hành có thể thực hiện các bước kiểm tra cần thiết trước khi cấp phê duyệt và do đó đảm bảo rằng chỉ những thực thể hoặc khách hàng đã biết đã vượt qua KYC hoặc các bước kiểm tra tuân thủ khác mới có thể giao dịch với tài sản của họ. Thứ hai, ủy quyền có thể hủy bỏ tính năng này. Thứ ba, đã bật clawback, nhà phát hành có thể lấy lại bất kỳ phần nào trong số dư tài sản của họ từ tài khoản của người dùng. Ví dụ, nếu ngân hàng trung ương muốn đảo ngược giao dịch do gian lận, họ có thể làm điều đó nếu CBDC của họ được đặt ở chế độ kích hoạt thu hồi. Các nhà phát hành có thể kích hoạt bất kỳ sự kết hợp nào của các tính năng này do đó cho phép họ tinh chỉnh mức độ kiểm soát mà họ muốn đối với tài sản của mình. Đồng thái chiến lược của Binance, Bitcoin sẵn sàng thống trị thị trường tiền điện tử. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến nhiều động thái quan trọng khác nhau theo thời gian, nhưng tin đồn mới nhất là quyết định hỗ trợ Bitcoin của Binance. Thông báo này đã làm rung chuyển thị trường và khơi dậy sự phấn khích của những người chơi trong ngành PiCoin từ kẻ thách thức trở thành người chơi chính. PiCoin từng được coi là kẻ thách thức thị trường tiền điện tử, giờ đây đã sẵn sàng trở thành một trong những người chơi chính. Với sự hỗ trợ của Binance, sự tăng trưởng và áp dụng PiCoin được dự đoán sẽ đạt đến tầm cao mới. PiCoin bắt đầu hành trình của mình như một giấc mơ, tầm nhìn tạo ra một loại tiền kỹ thuật số toàn diện và dễ tiếp cận cho mọi người. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng và sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư, giấc mơ đó giờ đây đã trở thành hiện thực vững chắc. tác động từ động thái của Binance, quyết định hỗ trợ PiCoin của Binance đã tạo ra làn sóng phấn khích và mong đợi trên thị trường tiền điện tử. đây không chỉ là việc bổ sung một mã thông báo mới trên sàn giao dịch mà còn là sự công nhận tiềm năng đáng kể của dự án này. Khi Bitcoin gia nhập nền tảng Binance, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của token sẽ tăng đáng kể. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư mua, bán và giao dịch Bitcoin dễ dàng hơn, mang lại động lực lớn hơn cho việc tăng trưởng và áp dụng giá. Sự chuyển đổi hình ảnh của Bitcoin Đồng thái của Binance cũng sẽ biến hình ảnh của Bitcoin từ một dự án thử nghiệm thành một công ty lớn đáng được chú ý trong ngành công nghiệp tiền điện tử mọi nghi ngờ sẽ được xua tan và Bitcoin sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới tiền điện tử. Các nhà đầu tư trước đây còn do dự khi tham gia thị trường Bitcoin giờ đây sẽ coi đây là một cơ hội lớn. Với sự hỗ trợ của Binance, Bitcoin sẽ thu hút các nhà đầu tư mới đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong thế giới tiền điện tử. Tương lai tươi sáng phía trước Với động thái của Binance, tương lai của Bitcoin có vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết sự hỗ trợ từ một trong những sàn giao dịch lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong thế giới tiền điện tử sẽ mở ra cơ hội phát triển không giới hạn cho dự án này. Khi hệ sinh thái của nó tiếp tục phát triển và sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên, PiCoin sẵn sàng chiếm vị trí trung tâm trong thế giới tiền điện tử. Đây là thời điểm thú vị đối với những người chơi trong ngành và là bằng chứng hữu hình cho thấy tầm nhìn của PiCoin nhằm tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện và phi tập trung đang gần thành hiện thực. Với sự hỗ trợ của Binance dành cho Bitcoin, chúng ta đang chứng kiến một sự kiện quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Đây không chỉ là về phát triển và áp dụng Bitcoin mà còn là sự công nhận tiềm năng đáng kể của dự án. Các nhà đầu tư và người dùng tiền điện tử hiện nên cân nhắc việc tham gia thị trường Bitcoin và tham gia vào hành trình hướng tới tương lai tươi sáng này. Với sự hỗ trợ của Binance, Bitcoin đã sẵn sàng thống trị thị trường tiền điện tử và trở thành một trong những công ty lớn trong ngành thành phố dành cho Pi và các đối tác nâng cao tính sáng tạo trong hệ sinh thái thương mại địa phương. Tại PiComex hai ca thông, một lần nữa sự chú ý lại đổ dồn vào những đổi mới làm phong phú hệ sinh thái thương mại địa phương, đặc biệt với sự hiện diện của ứng dụng City for Pi cùng với một số đối tác khác đã tăng thêm sự sống động cho sự kiện City for Pi thể hiện sự kết hợp quyến rũ giữa các tính năng nâng cao và tính sáng tạo, thể hiện tiềm năng đáng kể trong việc thúc đẩy thương mại địa phương và nâng cao khả năng khám phá cho người bán. Khám phá thành phố để tìm kiếm những đổi mới của Pi. City for Pi, một ứng dụng nhận được sự ngưỡng mộ của những người tham gia cũng như ban giám khảo, có các chức năng tiên tiến cho phép người dùng khám phá và tương tác với hệ sinh thái thương mại địa phương theo những cách chưa từng có. Với giao diện thân thiện với người dùng và điều hướng trực quan, người dùng có thể dễ dàng khám phá các cửa hàng địa phương, duyệt sản phẩm và thậm chí tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mại đặc biệt. Một trong những điểm thu hút chính của city 4 là khả năng tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa người tiêu dùng và người bán địa phương, thông qua các tính năng như đánh giá và đề xuất của người dùng ứng dụng giúp tăng cường mối liên kết giữa cộng đồng địa phương và khơi dậy tinh thần mua sắm trong khu vực lân cận, tăng cường hợp tác. Tuy nhiên, thành công của City For p không đứng một mình. Trong cuộc thi hay ca thông, một số ứng dụng khác cũng thu hút được sự chú ý, chẳng hạn như Map Opie, và Easygood. Mặc dù có thể không nhận được sự chú ý, nhưng những ứng dụng này đã có những đóng góp quý giá trong việc làm phong phú thêm hệ sinh thái thương mại địa phương. MapUpy tập trung vào tìm kiếm và điều hướng, cung cấp nền tảng quan trọng cho các ứng dụng như city 4 và các ứng dụng khác để xây dựng trải nghiệm người dùng toàn diện hơn. Trong khi đó, Pinook với các tính năng dành riêng cho người đam mê sách, bổ sung thêm một khía cạnh để mở rộng phạm vi tiếp cận của thương mại địa phương. EasyGood với cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả, hợp lý hóa các giao dịch giữa người tiêu dùng và người bán mà không có rào cản đáng kể. Tầm nhìn cho tương lai là một phần của cộng đồng nhiệt tình, các nhà phát triển và người tham gia thông chia sẻ tầm nhìn về việc xây dựng một hệ sinh thái thương mại địa phương mạnh mẽ và bền vững hơn. Họ nhận ra rằng mặc dù đã có những thành tựu ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển và đổi mới hơn nữa. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà phát triển ứng dụng, thương nhân địa phương và cộng đồng, họ cam kết làm phong phú thêm trải nghiệm mua sắm tại địa phương, tăng cường sự tham gia của người tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở cấp địa phương. Tóm lại, City4P và các đối tác không chỉ tôn vinh những thành tựu hiện tại, mà còn hình dung ra một tương lai tươi sáng, nơi thương mại địa phương là cốt lõi của một nền kinh tế bền vững và cạnh tranh với tinh thần hợp tác và đổi mới liên tục họ sẵn sàng giải quyết các thách thức và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn